Thưa quý vị, chiều 23 tháng 11, Quốc hội họp tại hội trường thảo luận về dự thảo luật hóa chất. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu. Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, chính sách mới đang tập trung phần lớn vào nội dung phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp hóa. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe, bảo vệ các quyền con người có liên quan trong lĩnh vực hóa chất, quyền được tiếp cận thông tin minh bạch đầy đủ kịp thời, quyền được yêu cầu bồi thường và khắc phục thiệt hại, quyền được tham vấn, tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý kiểm soát hóa chất trong cộng đồng chưa được thể hiện rõ nét trong dự thảo luật. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh cũng đề nghị làm rõ nội hàm, trình tự, thủ tục xây dựng và giá trị pháp lý của nội dung về phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn để có cơ sở thực hiện. Đề nghị rà soát làm rõ giá trị pháp lý, mối quan hệ giữa phiếu kiểm soát mua bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt đã được lập, xác nhận với việc công bố trên cơ sở dữ liệu hóa chất về loại hóa chất và mục đích sử dụng hóa chất trước khi sử dụng lần đầu hoặc khi thay đổi mục đích sử dụng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cân nhắc loại bỏ bớt nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sử dụng hóa chất trong các quy định nêu trên để tránh chồng chéo, gia tăng nghĩa vụ tuân thủ pháp luật cho tổ chức cá nhân.